Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa sẽ diễn ra ngày bầu cử toàn quốc. Cả nước có 868 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026 tại 184 đơn vị bầu cử trên cả nước. Bốn lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước ứng cử tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Hải Phòng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 1 thành phố Hà Nội, gồm quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng. Đây là lần thứ 5 liên tiếp ông Nguyễn Phú Trọng ứng cử tại Hà Nội. Hà Nội có 10 đơn vị bầu cử với 49 người ứng cử. Số đại biểu Quốc hội được bầu là 29. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15 thuộc đơn vị bầu cử số 10 thành phố Hồ Chí Minh, gồm huyện Củ Chi và Hóc Môn. Thành phố Hồ Chí Minh có 50 ứng cử viên được phân bổ về 10 đơn vị bầu cử. Số đại biểu Quốc hội được bầu là 30. Thủ tướng Phạm Minh Chính ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 tại đơn vị bầu cử số 1 thành phố Cần Thơ, gồm hai quận Ninh Kiều, Cái Răng và huyện Phong Điền. Cần Thơ có 3 đơn vị bầu cử, có 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội, số đại biểu Quốc hội được bầu là 7. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 tại thành phố Hải Phòng. Thành phố Hải Phòng có 15 người ứng cử đại biểu Quốc hội, số đại biểu Quốc hội được bầu là 9. Thưa quý vị, các cấp công đoàn cần tiếp tục đổi mới cách thức hoạt động, đi sâu đi sát vào đời sống đoàn viên công nhân lao động. Vui với niềm vui của người lao động, buồn với nỗi buồn của người lao động, kịp thời lắng nghe giải quyết vấn đề tồn tại bức xúc của công nhân, người lao động. Đây là những nội dung được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tại lễ kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động, phát động tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2021 diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Chủ đề của tháng công nhân năm nay là đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển. Còn tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động là tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ, rủi ro về an toàn vệ sinh lao động và tham gia của an toàn vệ sinh lao động. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và biểu dương các cấp công đoàn đã nỗ lực sáng tạo đề ra các hoạt động ý nghĩa trong tháng công nhân, đồng thời đánh giá cao các sáng kiến của đoàn viên, người lao động vì sự lớn mạnh của doanh nghiệp, của cơ quan đơn vị và sự phát triển của đất nước. Lao động, xây dựng quan hệ lao động, chúng ta rất thấu hiểu những khó khăn, vất vả mà người công nhân nói riêng, mà người lao động nói chung đã và đang trải qua trong bối cảnh Việt Nam cũng như toàn thế giới đang đấu tranh phòng chống dịch bệnh COVID-19. Mất việc làm, thu nhập giảm sút, các chế độ phúc lợi bị cắt giảm, Đảng, Nhà nước rất quan tâm và đang thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch hiệu quả, hoàn thành mục tiêu kép để kinh tế chống phục hồi, thu nhập sẽ tăng trở lại và nhiều việc làm mới sẽ được tạo ra, không chỉ bù đắp cho giai đoạn vừa rồi mà còn tạo ra sức bật lò xo cho sự phát triển, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Chủ tịch nước đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sớm xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, phát huy vai trò nòng cốt, tiên phong của giai cấp công nhân và đội ngũ công nhân lao động cả nước. Chủ tịch nước cũng đề nghị đội ngũ công nhân lao động đề cao cảnh giác, thực hiện khuyến nghị 5K của Bộ Y tế để phòng chống dịch hiệu quả. Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Tài nguyên và Môi trường được tổ chức hôm nay, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc bộ đã trả lời nhiều câu hỏi được báo chí và dư luận quan tâm, đặc biệt là về tình hình sốt đất tại nhiều địa phương khắp cả nước thời gian vừa qua. Lãnh đạo Tổng cục Quản lý Đất đai cho biết đã tham mưu lãnh đạo bộ có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố để chấn chỉnh tình trạng này, trong đó có yêu cầu các địa phương phải công khai thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giá đất. Tổng cục cũng đang chờ các địa phương gửi báo cáo tổng hợp để tổng hợp phân tích tình hình, từ đó đề xuất các giải pháp quản lý phù hợp. Ngoài ra, ngành Tài nguyên và Môi trường cũng sẽ tập trung kiểm tra, thanh tra theo diện và chuyên đề để xử lý nghiêm các vi phạm trong quản lý sử dụng tài nguyên và môi trường, đặc biệt đối với đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường, đồng thời đảm bảo công khai minh bạch trong việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đảm bảo quyền lợi hợp pháp, hoạt động sản xuất và đời sống của người có đất bị thu hồi, tăng cường kiểm tra giám sát các hoạt động khoáng sản, đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Trong buổi tọa đàm về xuất khẩu hàng Việt ra thế giới được tổ chức hôm nay tại Hà Nội, những con số được công bố cho thấy Việt Nam đã chạm tới những cột mốc phát triển đột phá trong nền kinh tế số. Cụ thể thì mô hình doanh nghiệp người tiêu dùng B2C vẫn tăng 18%, đạt gần 12 tỷ đô la Mỹ. Mục tiêu từ nay đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng lĩnh vực này là 25% một năm, đạt 35 tỷ đô la Mỹ.
Theo dự đoán, thương mại điện tử xuyên biên giới sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, để hàng hóa Việt Nam kết nối hiệu quả thì thị trường thế giới, mấu chốt là doanh nghiệp phải thực sự vào cuộc, thích ứng với xu hướng mới. Cũng trong sáng nay, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương ký kết phối hợp với sàn thương mại điện tử Amazon với nhiều kế hoạch hỗ trợ người bán hàng Việt Nam. Quý vị, sáng nay Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã làm việc cùng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng chỉ đạo với thành phố Hồ Chí Minh thời điểm này, chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm của trọng tâm. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long nhận định nguy cơ COVID-19 bùng phát trở lại tại thành phố Hồ Chí Minh là rất cao, đồng thời đề nghị ngoài duy trì giám sát trong cộng đồng, thành phố cần mở rộng phạm vi xét nghiệm với công suất tăng lên ít nhất 50.000 mẫu một ngày, đồng thời kích hoạt toàn bộ hệ thống chống dịch ở mức độ cao nhất hơn cả các tỉnh biên giới Tây Nam. Đánh giá cao quyết định hủy bắn pháo hoa dịp lễ 30 tháng 4 của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo tiếp tục cảnh giác, xử lý các trường hợp nhập cảnh trái phép, chuẩn bị sẵn phương án cho trường hợp xấu nhất. Tiếp tục quản lý chặt chẽ người nhập cảnh, đấu tranh ngăn chặn và xử lý nghiêm, kể cả hành chính hình sự như tôi nói, và các cái trường hợp nhập cảnh trái phép. Thực tiễn cho thấy các cái nguồn bệnh xâm nhập qua người nhập cảnh hợp pháp, gồm cả chuyên gia, nhà đầu tư, lao động tay nghề cao cũng có, rồi nhập cảnh trái phép cũng có. Đấy. Và nó để xảy ra âm thầm trong cộng đồng, như tôi nhắc đi nhắc lại, thì một tuần lễ thôi là chúng ta thấm đoàn ngay. Hiện tình hình người nhập cảnh trái phép vẫn đang rất nóng tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngành y tế vừa phát hiện 2 ca nhập cảnh trái phép đi khám bệnh ở bệnh viện Từ Dũ ngày 26 tháng 4, khiến 40 nhân viên y tế phải cách ly xét nghiệm. Hiện tất cả đều âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Now.vtc.vn, hệ thống phân phối nội dung đa phương tiện hàng đầu Việt Nam. Thỏa mãn tối đa nhu cầu nghe, xem, đọc, tương tác cùng vô vàn tiện ích phục vụ đời sống của hàng chục triệu người dùng online. Now.vtc.vn là phương tiện quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm dịch vụ của quý khách hàng. Nhanh nhất, dễ dàng nhất, là đòn bẩy gia tăng doanh số. Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Nội dung số Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội, hotline 02444 501 365.